Xin chào, hôm nay Cathy thèm ăn món bún đậu mắm tôm nên Cathy tự nấu ở nhà. Bây giờ Cathy đang nấu cái lòng nè. Mỗi lần nấu là làm lâu nên Cathy nấu nhiều một chút, xong rồi tí tối là bố mẹ Cathy qua ăn chung. Bây giờ Cathy luộc cái lòng nó gần chín rồi á. Xong rồi cái đây là đậu, tí nữa Cathy sẽ đem chiên. Đây là bún Cathy luộc rồi, bây giờ sẽ xếp nó ra. Bây giờ Cathy sẽ xắt mấy cái thịt cái lòng ra. Ta-da! Cathy cắt xong rồi, cái đây là có gan, có thịt heo, có cái lòng, có cái bao tử. Còn cái chỗ bên kia là Cathy để dành cái này tí nữa chiên, xong rồi sẽ bỏ vô đó. Bây giờ Cathy chiên khoai môn, xong rồi sẽ chiên đậu. Cathy chiên ở trong nhà, cái lò ở ngoài nó bị hư rồi. Hôm nay mình sẽ ăn ở ngoài sân sau ở nhà Cathy. Nãy giờ Cathy dọn mấy cái đồ ra. Cathy không biết sao cái lò đây bị hư rồi. Tí nữa là sẽ ăn có đậu phụng nè, có cái đây là mắm 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 tôm á, ớt, cái đây là ớt sa tế, cái đây là nước mắm chanh hành, cái đây là giá cay, cái đây là củ cải and kimchi. Tí nữa sẽ ăn thêm thịt nướng nữa. Đây là cây táo nhà Cathy nè, bây giờ nó đang ra mấy cái trái bé bé á. Có nhiều luôn. Ở đây Cathy có trồng ba cái cây hoa hoa anh đào hả? Hoa đây là mấy cái ớt cái thi trồng. Bây giờ khoai xong rồi, bây giờ chiên đậu. Thank you.
Thi làm xong rồi. Đậy lại. Không được ăn cắp bông hoa. Không được ăn cắp bông hoa đó. Bông hoa mình giả. Cho em tưởng giả. Hello, hello. Hello. Hello bud. Xin chào. Chỉ cần biết là nó được trả tiền rồi. Trả thôi. Tiền là được rồi. Không cần hiểu nhiều. Cho nó. Đem rồi ăn tí nữa, đem rồi ăn về cho nó. Không dám chờ đâu. Nó đẻ rồi, nó có chồng, có vợ, nó đẻ nó mấy chục con luôn. Nhà mẹ không còn giá trị lợi dụng đối với tụi nó nữa.